nhà ơi, công viên này rất là đẹp ở thành phố Phan Thiết Phương đó. Người ta họ cái quay home mình nè, nhưng mà họ không có cho dẫn chó vô ha. Người ta mở từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Bây giờ mình sẽ vô bên trong công viên chơi với các con của mình ha. Wow, công viên mới mở đẹp chưa? Hai đứa con mình nó chạy đâu rồi? Mới mở đẹp quá trời đẹp luôn cả nhà. Không biết ở đây thích chưa? Hai đứa con mình khoái quá trời luôn. Bơi giỏi lắm. Ông bố ơi. Bơi. Bơi đâu chỉ kia. Đây này 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 nè nè. Có nước nữa kìa. Bên này nè, kia 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 kia
Không muốn chơi à? Không muốn chơi rồi, có nước kia nó kìa, quá là nước kìa. Bên này không nè? Chơi nước không? Muốn chơi nước không? Này lá này chơi nè, lá này cào nè. Sợ ướt đồ hả con? Bên đây nè con. Bên đây nè. Đi đâu rồi?
vô, Mon Kỳ xuống vô chơi đá không? Nè Mon Kỳ. Bố đẹp trai. Trai mày giỏi lắm. Bỏ lên kia không?
Là giỏi lắm. Đúng rồi. Đúng rồi.
kia kia. Bắn kìa, đây nè, đây nè. Bơi bơi.